Theo báo cáo về xu hướng du lịch của Skyscanner tại Ấn Độ, tức là trang web tìm kiếm vé máy bay, phòng khách sạn, thuê xe, Đà Nẵng dẫn đầu trong 10 điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ, với tổng số lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất trong những năm qua, tăng 1.141%, gấp đôi thành phố đứng thứ hai là Almaty, Kazakhstan. Theo trang web này, Du khách Ấn Độ có sự quan tâm lớn với những điểm đến có khoảng cách ngắn, có bãi biển để tận hưởng ánh nắng và thư giãn. Bên cạnh đó, ba yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ năm 2024 của du khách Ấn Độ lần lượt là thức ăn, thời tiết và trải nghiệm văn hóa điểm đến, trong đó mua sắm, tham quan lịch sử và nếm thử món ăn địa phương là ba trải nghiệm văn hóa được quan tâm nhất. Đà Nẵng với thế mạnh về du lịch biển, ánh nắng và thời tiết thích hợp với sở thích của du khách Ấn. Tiếp đó, Đà Nẵng có nhiều nhà hàng, hải sản nổi tiếng với sức chứa từ 100 đến 300 khách và hơn 30 nhà hàng Ấn Độ có phục vụ món hala theo kiểu Ấn. Hoạt động mua sắm cũng không thể thiếu trong lịch trình của du khách Ấn Độ khi đến Đà Nẵng, trong đó phải nhắc đến chợ hàng và chợ cồn là những điểm đến được đông đảo du khách Ấn Độ yêu thích.